Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình tổng hợp dành cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Mở đầu chương trình tuần này là một số thông tin đáng chú ý vừa diễn ra tại các địa phương miền núi trong tỉnh. Cuối chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn gương một nông dân người Thái tiêu biểu vượt khó làm giàu ở huyện vùng cao Quan Hóa. Sau đây là nội dung chương trình. Vừa qua, đoàn công tác Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn huyện Lang Chánh. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, công tác giảm nghèo tại huyện Lang Chánh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều hộ nghèo được chăm lo hỗ trợ để thoát nghèo, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Các mục tiêu chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đều vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân năm 2021-2022 đạt 5,1% trên một năm, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như một bộ phận hộ nghèo chưa chịu khó làm ăn, còn trông chờ ỷ lại vào nhà nước, thiếu kiến thức sản xuất, vẫn còn tư tưởng không muốn thoát nghèo để được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Một số xã thị trấn chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tiến độ một số dự án thuộc chương trình còn chậm. Đoàn giám sát Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện Lang Chánh cần tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình một cách bền vững, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thành phần thuộc chương trình. Đoàn cũng ghi nhận tiếp thu những đề xuất kiến nghị của huyện Lang Chánh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Xác định phát triển doanh nghiệp là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, những năm qua, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương. Huyện Thường Xuân hiện có 237 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu trên lĩnh vực chế biến lâm sản, sản xuất điện, may mặc, xây dựng, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các vùng lân cận. Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của người lao động, nhiều doanh nghiệp tham gia các hoạt động an sinh xã hội nhân đạo từ thiện được các cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, huyện Thường Xuân đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thực hiện hiệu quả và thực chất phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận đất đai, chính sách ưu đãi đầu tư, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. Các trường học trên địa bàn huyện Quan Hóa đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh và tin học. Việc thiếu giáo viên các bộ môn này gây áp lực cho các giáo viên và ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Năm học 2023-2024, huyện Quan Hóa thiếu 77 giáo viên, trong đó thiếu 15 giáo viên tiếng Anh và 7 giáo viên tin học. Việc thiếu giáo viên các môn học này ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, nhất là tiếng Anh. Trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022-2023, điểm trung bình môn tiếng Anh của học sinh toàn huyện chỉ đạt 3,84 điểm, thấp hơn rất nhiều so với điểm trung bình toàn tỉnh. Năm học 2023-2024, đối với giáo viên thiếu, huyện đã phân công liên trường đối với giáo viên ngoại ngữ tin học. Nếu như tiếp tục thực hiện như thế, sẽ rất khó khăn vì đội ngũ giáo viên có hạn trong khi chương trình giáo dục mới tương đối nhiều. Huyện chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện việc hợp đồng hoặc các giải pháp dồn học sinh về các điểm trường để dạy có hiệu quả. Để đảm bảo việc tuyển dụng đối với huyện Quan Hóa, tiếp tục thực hiện các chương trình thu hút giáo viên miền xuôi lên miền núi. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh và tin học, huyện Quan Hóa đã tổ chức tuyển mới, ưu tiên chuyển số giáo viên đang dạy hợp đồng vào ngạch viên chức theo chỉ tiêu được phân bổ, phân công giáo viên dạy lên trường. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những giải pháp trước mắt. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, những năm qua trên địa bàn các huyện miền núi Thanh Hóa đã xuất hiện nhiều gương nông dân làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Anh Lộc Văn Lượng, người dân tộc Thái ở bản Khương Làng, xã Nam Động, huyện Quan Hóa là một trong những điển hình như vậy. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại một bản Thái nghèo ở huyện vùng cao Quan Hóa, nên ngay từ thuở nhỏ, anh Lộc Văn Lượng đã thấu hiểu những vất vả khó khăn của nhà nông.
Với mong muốn vươn lên thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, sau khi học xong cấp 3, anh thi đậu vào một trường sư phạm trong tỉnh Thanh Hóa và sau đó trở thành thầy giáo, nhận nhiệm vụ công tác tại một xã nghèo của tỉnh Điện Biên. Nhưng do hoàn cảnh gia đình ở quê neo người, bố mẹ già không ai chăm sóc, nên anh Lộc Văn Lượng quyết định từ bỏ nghề giáo, trở về quê hương lập nghiệp. Anh Lượng nhận thấy quê hương mình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi, nên cuối năm 2021, anh quyết định đầu tư mua 2 con bò và 5 con vịt về nuôi. Tuy nhiên, do không có kinh nghiệm chăm sóc, nên đàn vật nuôi của gia đình anh bị dịch bệnh và chết. Không nản chí, anh Lượng đã tự lên mạng tìm tòi học hỏi kinh nghiệm ở một số trang trại chăn nuôi khác trong cả nước có cùng điều kiện như bản Khương Làng. Sau một thời gian tìm hiểu, đầu năm 2022, vợ chồng anh quyết tâm ra tận trang trại lợn Suối Yến ở Hà Nội để được tư vấn phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi lợn rừng lai và lợn đen bản địa. Theo đó, gia đình anh đã đầu tư gần 100 triệu đồng để mua 5 con lợn rừng lai giống, 1 con lợn đen nái cùng 10 con lợn nhỏ về chăn nuôi. Theo tôi thấy thì mình nuôi lợn rừng này là rất phù hợp với là bà con ở trên địa phương này. Vì ở đây là thực tế là đất cũng không phải là nhiều nhưng mà có khoảng trống là cũng được. Nếu mà cứ nuôi tầm 4 đến 5 nái là cũng thoải mái ở trong hộ gia đình. Còn nếu ta mở rộng thêm nữa thì lại cũng phải tính toán cả thêm cái về mở rộng đất này, trồng chuối với là các thứ. Chịu khó học hỏi cách nuôi lợn rừng lai từ những người đi trước và tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi bài bản. Ngay từ lứa đầu tiên, đàn lợn của gia đình anh Lượng phát triển tốt. Theo anh Lượng, đặc điểm của lợn lai rừng vẫn mang đặc tính hoang dã nên dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc, có sức đề kháng tốt, ít bị dịch bệnh. Lợn rừng lai có thể nuôi nhốt như lợn thuần nhưng điều kiện sống tốt nhất là ở môi trường tự nhiên, có khoảng sân vườn rộng rãi, cây cối, nền đất cho lợn đào xới, đặc biệt phải cách xa khu dân cư, đường giao thông. Ngoài thức ăn tinh là cám, gạo, người nuôi có thể tận dụng tối đa các nguồn thức ăn từ tự nhiên sẵn có ở địa phương như các loại rau củ quả, cỏ voi, lá chuối, bắp khô và các phụ phẩm khác nên tiết kiệm được chi phí đầu tư rất nhiều so với cách nuôi truyền thống. Trong thời gian tới, tôi mong muốn này chính quyền này quan tâm tới trang trại của mình để mình được phát triển thêm hơn nữa để cho tạo điều kiện cho giúp đỡ cho bà con ở trong làng, trong thôn. Hiện anh Lộc Văn Lượng đã từng bước làm chủ kỹ thuật chăn nuôi và tích lũy được kinh nghiệm để mở rộng quy mô chuồng trại. Với lợi thế diện tích vườn đồi rộng hàng nghìn mét vuông, gia đình anh đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, được chia làm 2 khu nuôi lợn nái sinh sản và nuôi lợn con sau khi tách mẹ. Trung bình 6 tháng, anh xuất một lứa lợn, mỗi lứa khoảng 20 đến 30 con. Với giá bán thị trường hiện nay, một con lợn lai lòi thịt, trọng lượng từ 15 đến 20 kg thì thu được 1 triệu 800 ngàn đồng đến 3 triệu đồng. Từ mô hình nuôi lợn rừng lai, đời sống kinh tế của gia đình anh Lộc Văn Lượng ngày càng được nâng lên và trở thành nông dân điển hình tiêu biểu trong phát triển sản xuất kinh doanh ở địa phương. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-25, trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Để trên tinh thần đó, bà con và nhân dân cũng đã và đang tổ chức thực hiện nghị quyết, trong đó có chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Trong địa bàn xã Nam Động thì cũng đã có một số hộ gia đình đã thực hiện. Tới giờ phút này thì tiêu biểu có hộ ông Lộc Văn Lượng thì đã thực hiện tốt cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hộ gia đình ông Lộc Văn Lượng cũng mới thực hiện được năm nay là gần được 3 năm nhưng mà cũng đã và đang phát triển tốt. Chính vì vậy mà xã cũng đã và đang dự kiến sẽ lấy hộ ông Lộc Văn Lượng là một trong những hộ làm mô hình nhân rộng để xã thực hiện cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Với thành công ban đầu, mô hình nuôi lợn rừng lai của vợ chồng anh Lộc Văn Lượng ở bản Khương Làng được xem là một bước phát triển chăn nuôi đột phá, làm thay đổi tư duy sản xuất của bà con người Thái ở Nam Động nói riêng và huyện Quan Hóa nói chung. Chương trình tổng hợp dành cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tuần này đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn
hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.